của nhạc sĩ Vũ Quang. Chúc mọi người dân Hải Dương luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Hồi ngồi rồi chia đi, cuộc đời vẫn thế. Đoàn là mấy em đến từ Kinh Môn, Hải Dương. Đến Tech à, tôi là GBL, GZX 115. Hay quá. Bạn hôm nay cũng nhiều tuổi rồi, nhưng hát tốt hay thôi. Yêu chúng ta, và ta biết một niềm thân tàn đi. Rất đẹp dài vòng đỏ luôn. Càng xa ta càng thấy. Quá là phải luôn. Người ơi, đừng bao giờ cách xa. Mãi mãi tìm kiếm. Là tình yêu chúng ta, và ta biết một điều thật rằng tình yêu rất còn một năm rất vừa chuẩn cái này. Xin cảm ơn nhà hàng Hải Huyền Liêu nhé. Chúc nhà hàng mạnh khỏe, bán được nhiều hàng và người dân được những bữa no ăn ngon. Cảm ơn. 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 Cả